Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục đi kiếm khẩu barrel. Mấy cái clip trước ấy thì thực ra tôi kiếm không được, nhưng mà tôi cứ up lên thôi. Tại vì khi mà làm được một cái clip thì nó cũng rất là khó khăn và tốn bao nhiêu công sức để có thể đạt được cái top 1, mà xóa đi thì lại phí. Thành ra thì mình sẽ up lên hết, không bỏ sót cái nào. Có người chạy vào đây này. Ôi dồi ôi, chạy úp mặt vào đây thế này, rất là đông luôn. Mình nghe rất là nhiều tiếng chân ở ngoài. Ba bé rồi này. Vâng, AKM rất là mạnh luôn. Chỉ còn dính 3-4 viên cái là đau à. Vâng, có khẩu Scar ở đây, phải nhắn gấp anh em ạ. Vâng. Úi dồi ôi, biết ngay mà. Phải gạt giò anh em à. Vâng, mình nghe thấy tiếng chân trên nóc nhà. Xuống đi bạn ơi. Có 8x này. Thơm ghê. Ok. Mà chỗ này không có máu nhở. Vâng, có 5 cái băng đít ở đây. Tuyệt vời. Và bạn ấy nhảy xuống này. Úi dồi ôi, sao lại trần truồng thế này. Gạt giò cái nhẹ. Và mình nghe thấy tiếng chân bên này. Ok. Gạt giò luôn. Vẫn còn này. Úi dồi ôi. Bót hay là người vậy. Vâng, đồng vãi trưởng. Các bạn trong khu nhà đang lần lượt chết hết rồi. Úi dồi ôi, vãi cả loot ạ. Vâng, cũng không biết là người hay bot luôn. Các mình sẽ đổi khẩu UMP đi. Scaler hết đạn rồi. Chúng ta sẽ để dành đạn để bắn khẩu mini. Tại vì em nó có 8x mà, bắn xa rất là sướng luôn. Vâng, để kiếm được khẩu barrel M762 cũng khá là dễ rồi. Ở clip trước thì mình cũng đã nói rồi. Chơi ở range thấp thì nó sẽ có cơ hội nhặt được cao hơn. Nhưng mà vì những clip cũ mình đi tìm khẩu barrel cũng khá là nhiều, nên thực sự là phải up trước để cho anh em xem trước, rồi tìm được thì mình sẽ up lên sau. Và hôm nay thì mình nghĩ là mình chắc chắn mình sẽ kiếm được. Tại vì mình chơi một ạc mới. Vâng, mình nghe tiếng chân này. Ok, chỉ là một con bot mà thôi. Có K98 này. Vâng, tại vì ạc này range thấp nên cái việc mà nhặt được barrel M762 thì nó khá là dễ dàng. Tại vì bot nhiều thì sẽ tăng tỷ lệ nhặt được nhiều. Đấy, nếu bạn muốn test thì hãy chơi những cái ạc cao mà range thấp nhá. Thì cái tỷ lệ mà bạn nhặt được thì rất là cao luôn. Còn nếu các bạn cảm thấy khó quá thì các bạn có thể qua server China để trải nghiệm game. Vâng, nhưng mà mình thích trải nghiệm bên này hơn. Tại vì cảm giác đi kiếm khẩu barrel nó thích thú ấy. Còn bên kia thì nó spawn ở đây à. Vâng, mình nghe thấy tiếng chân này. Lay thì may mới nhảy này. Một bé. Vâng, chúng ta sẽ không gạt giò. Để cho đồng đội của bạn ấy có thể chạy đến cứu bạn ấy. Nóc 2 này. Vâng, có lẽ là đồng đội của bạn ấy đang ở bên khu nhà C. Vâng, mình sẽ chạy qua đây kênh. À, bạn ấy bò. Bò đi đâu bạn ơi? Bạn bò qua đây thì bạn sống, chứ bạn bò ngược qua bên đấy thì mình phải giết bạn thôi. Vâng, hình như mình thấy người đâu đây mà ta. Đây này. Ui, cái đậu xanh. Ok. Ơ, lại có nữa này. Vâng, hơi bị nhiều bot. Cái định mệnh hình như thằng bot nó gạt giò cái bạn bị knock của mình rồi. Vâng.
Này thì gạt giò của mình này. Bạn sai rồi. Vâng, nó chỉ là một con bot mà thôi. Ở đâu nhở? Ui vãi trưởng. Vâng. Sao toàn bị cá hết mạng này? Và như vậy thì hai mạng của mình bị KS rồi. Vâng, hôm nay chơi hơi bị nhiều map đêm anh em à. Thính là khẩu MK14 cộng với một cái bộ đồ khỉ cũng ok phết. Vâng, chơi map đêm hơi bị nhiều. Và các bạn sẽ được trải nghiệm map đêm một cách ngập mồm luôn. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục đi kiếm người và kiếm luôn bot. Wow, có bot này. Ok, hơi bị ra mồ hôi tay rồi. Cảm giác nó cứ dính dính kiểu gì. Wow, barrel này, thơm nha. Ok. Cái khẩu barrel này thì nó cũng rất là ngon. Bên China thì thực sự mình hay cầm nó lắm. Vào mấy cái khu cảng ấy thì nó đầy à. Vâng, có rất nhiều ông comment bên dưới video với lại đăng trong group bảo mình ông này sốt với cây này. Với lại bảo mình kém không kiếm được cây này. Thực ra thì mấy clip đầu ấy mình không biết. Nên thực sự mình bắn được nhiều top 1 thì mình phải đăng thôi. Chứ không thì nó phí lắm anh em ạ. Bắn được top 1 mà xóa đi thì thực sự nó cắn đứt lương tâm lắm. Nên đành phải ngậm ngùi đăng những clip kiếm được barrel sau thôi. Chứ thực ra thì ai mà chả biết kiếm được trong bot thì phải lập account mới. Nó quá là dễ luôn. Nhưng mà mình không muốn lập account mới tại vì account mới nhiều bot bắn không có đã. Mình muốn bắn account chính để bắn kiểu tạo những cái pha gây cấn cho người ta xem ấy. Cho nó đã mắt. Chứ còn mà kiểu bắn với bot thì nó thực sự có kiếm được đi chăng nữa thì nó cũng gây nhàm chán clip à. Mình thì kiếm được nhiều barrel lắm. Nhưng mà vẫn chưa có những cái clip mà bắn với nhiều team. Toàn vào trận thì bắn có đúng với 1-2 team thôi. Còn lại toàn bot. Nó nhàm chán cực luôn ý. Mong là clip này gặp được nhiều người để có thể đăng lên YouTube luôn. Ok, chúng ta sẽ đổi xe nha. Vâng, hình như mình nhìn thấy người thì phải. Wow. Úi dồi ôi. Nhìn máu tóe lên ghê vãi. Đây thì đẩy này. Ok, clear team. Vâng. Team 3 người. Một pha xây knock out hai bạn trên xe một lúc. Vâng, khẩu này bắn nó rất là sướng. Ở đây thì mình vẫn chưa có mồm nhá. Cái này gắn silent vào nữa thì rất là tuyệt vời. Hoặc combe cũng được. Combe để các bạn có thể xấy xa. Rất là đã luôn. Đó, hình như có người này. Vâng, hình như là bot thì phải. Ok. Cái khẩu này thì bắn nó rất là sướng. Các bạn có thể thay thế M4 cũng được. Mặc dù nó hơi giật một tí. Vâng, không phải là một tí, cũng nhiều đấy. Nhưng mà ghim được. Với lại đạn 7 nó cũng mạnh. Mình sẽ check thử xác các bạn ấy xem có gì ngon không. Wow, combe cộng với băng ký đạn maxi. Wow. Cũng khá là nhiều đồ ấy chứ. Nhưng mà chắc mình sẽ bắn sai lần hơn. Nó cũng không giật nhiều đâu. Wow, ít 6 nữa. Mà khoan, hình như mình nghe thấy tiếng chân sau lưng của mình. Ok, nấp cái nhẹ. Thấy ghê ghê anh em ạ. Đấy rồi, mình thấy bạn ấy rồi. Vâng, một pha sấy mù mắt. Nói chung là nó cái phần giật ngang thì nó hơi bị khoai. Bắn nhiều thì sẽ quen thôi.
Vâng, có một chiếc xe cháy ở đây. Có lẽ một cuộc thảm sát đã vừa diễn ra. Nhưng mà vẫn chưa nghe thấy một tiếng súng nào. Mình nghĩ là trong nhà này có người. Xác nằm la liệt luôn. Vâng. Mình sẽ ném thử một quả bom để check xem có người không nhé. Ok, đẩy luôn. Vâng, cứu có ai rồi. Barrel này nó cũng khá là mạnh. Nên khi mà cầm ấy thì cứ tự tin đi. Từ phi mà mạng các bạn ping cao thôi. Chứ còn mà bình thường thì không phải xoắn. Vâng, mình nghe thấy tiếng súng bên đấy nhưng không thấy người. Bạn này nấp kỹ ghê. Như ma vậy. Hơi bị sợ nha. Vâng, mình nhìn thấy bạn ấy rồi này. Ok. Có lẽ là khu vực bên này hết rồi. Chỉ còn mỗi bạn ấy sống sót thôi. Vâng, chỉ còn hai người nữa trên bản đồ này. Không biết là có cùng một team hay không. Vâng, bên đây mắc nhiều xác luôn. Thảm sát ở đây hơi bị căng mà sao mình không nghe nhờ. Một viên rồi này. Ok, táp thôi. Sấy mà mù mắt bây giờ. Vâng, lâu rồi chưa được bắn barrel nên cảm giác vẫn chưa kìm được anh em à. Còn mãnh thú này nó vẫn còn rất là khó để kiềm chế được. Nhưng mà bắn nhiều mà quen ý thì nó bá đạo lắm. Ơ, bạn ấy nằm đồng này. Ok. Vâng mà, mũ ba nhỏ. Và mình sẽ kết thúc video này tại đây. Các bạn xem thấy hay đừng quên like và subscribe kênh mình nhá. Bye bye các bạn và hẹn lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye. Hubo cùng chơi game là ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm dễ dàng những người đồng đội dễ thương và đầy tài năng chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Cơ hội trở thành một trong những huấn luyện viên cực dễ thương và đẳng cấp đến từ Hubo. Cũng như được liên tục cập nhật kiến thức về game mọi lúc, mọi nơi. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chờ gì nữa? Hãy tải Hubo trong ngày hôm nay đi nào!